Thưa quý vị, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề tự hào truyền thống giết tiếp chiến công xứng danh bộ đội Cụ Hồ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 đến ngày 22 tháng 12 năm 2024, tổng kết thi đua vào tháng 12 năm nay. Đối tượng thi đua bao gồm tập thể, các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, khu vực, ấp, xã, phường, thị trấn và các quận, huyện trên địa bàn thành phố và cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố. Một số nội dung thi đua như đẩy mạnh công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và công tác an sinh xã hội, đăng ký triển khai các công trình phần việc thiết thực, cụ thể, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và nhân dân địa phương, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.